Và hôm nay là sinh nhật của ngày đẹp Nguyệt Yến. Mai chúc cho ngày đẹp Nguyệt Yến một ngày sinh nhật vui vẻ, và cảm ơn các anh chị đã tới đây. Và Mai xin chúc ngày đẹp Nguyệt Yến luôn yêu đời. Dạ, phải có người yêu cầu hả? Dạ. Chúc ngày đẹp luôn hạnh phúc bên ngoài. Và sau đây là Mai xin trình bài nhạc phẩm Anh Mãi Là Thần Tượng, mà bài này Mai làm thơ và sáng tác. Trọn cuối cuộc đời trong
kiếp này, mỗi kiếp ta yêu nhau. Trong kiếp này, mỗi kiếp ta yêu nhau. Xin mời anh Tiến và anh Ninh.